sau Thái Lan, mẫu xe Havan H6 phép 2023 đã chính thức nhận cọc tại Trung Quốc và đã sẵn sàng giao đến tay khách hàng trong thời gian tới. Havan H6 phép 2023 là mẫu xe nằm trong cùng phân khúc với Honda CRV. Havan H6 phép 2023 sử dụng khối động cơ dung tích 1.5 lít với hệ thống plug-in hybrid. Với hệ chuyển động này, Havan H6 phép 2023 có công suất tối đa 179 kW và mô men xoắn cực đại 179 nm Havan H6 phép 2023 có mức tiêu thụ nhiên liệu là 4 lít 9 cho 100 km. Havan H6 phép 2023 sở hữu diện mạo nổi bật và ấn tượng hơn, bản tiền nhiệm với lưới tản nhiệt và cản trước được làm mới hoàn toàn. Bên cạnh đó, Havan H6 phép 2023 cũng có một số chi tiết mạng chrome và hoa văn 3D làm điểm nhấn. Những trang bị ngoại thất đáng chú ý trên Havan H6 Phép 2023 có thể kể đến như hệ thống đèn chiếu sáng dạng LED hay là răng hợp kim 19 in 5 chấu kép. Xe có kích thước chi tiết dài rộng cao lần lượt là 4.653mm, 1.886mm, 1.730mm với chiều dài cơ sở 2.738mm. Thiết kế và trang bị bên trong nội thất của Havan H6 Phép 2023 có nhiều điểm tương đồng với phiên bản đã ra mắt trước đó tại Thái Lan. Xe có khoang nội thất hai tông màu với các trang bị hiện đại, như màn hình giải trí với kích thước 12.3 in, vô lăng đê cắt bọc da, bảng đồng hồ kỹ thuật số hiện đại, ghế lái có tích hợp chỉnh điện 8 hướng, hệ thống âm thanh 10 loa, điều hòa tự động hai vùng độc lập, màn hình hiển thị kính lái. Danh sách các tính năng an toàn trên Havan H6 phép 2023 gồm có phanh tự động khẩn cấp, hệ thống hỗ trợ đỗ xe tự động, cảm biến siêu âm hỗ trợ cho việc lùi xe. Hệ thống Wisdom.System giúp phát hiện các phương tiện lớn như xe tải ở các làn đường liền kề hỗ trợ người lái chuyển làn đường an toàn.